Hello, hello các bạn. Hôm nay là mình đi sư vận hành môn. Anh lấy cái túi đây mình đi siêu thị. Rồi, túi. Đi siêu thị là túi này. Dạ. Nên đựng đồ. Ok các bạn. Dạ. Đóng lại ha. Chào các bạn nhé. Dạ. Cái hầm gửi xe cũng dễ. Mở bằng cơm à. Dễ vỡ này. Dễ vỡ. Đây. Không phải thoải mái. Ok. Bây giờ mình chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại nhé.